đâu trăm cái đa con chùa trăm cánh đồng đường qua là đã mê nàng rồi cái phận và em mong man là ơi là ơi cái đa con chùa ơi bên mày tự rồi bên mày tự hào nhớ nào mong chào mong chào số bên nam sương ôi đẹp vật tung bay trên cái đa ngày nay Vừa rồi là một trong những hình ảnh có thể nói là mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái của đồng bào ở khu vực nơi này. Đây là một trong những điểm du lịch sinh thái lớn của miền Tây xứ Nghệ, đó là đập Phá Lai thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Nếu như bạn nào có cùng ý tưởng và sở thích với Long thì hãy đi theo cùng với Long. Chúng ta sẽ di chuyển vào trong để khám phá cũng như là trải nghiệm đập Phá Lai, du thuyền sống rắn cũng như những món ăn và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở khu vực nơi đây nhé. Rồi, xin mời các bạn hãy di chuyển cùng với Long. Nào, chúng ta cùng let's go. Đây là khách du lịch tới tham quan ở đây rất đông nha các bạn. Review toàn bộ không gian cho các bạn xem nhé. Đây và bây giờ bọn mình sẽ tiến tới đây để đi du thuyền. Xin chào tất cả các bạn nhé, và hôm nay Long sẽ trở về đấy với
Phan Lai thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ở đấy có một nét rất đặc biệt, đó là du thuyền sông Răng. Du thuyền sông Răng ở đấy là mình sẽ vào một biển thuyền ta gọi là thuyền gì hay? Nhà bè Nghĩa Thước. Thì xin mời tất cả chúng ta sẽ trở về với nhà bè Nghĩa Thước để cùng khám giá trải nghiệm cái du thuyền sông Răng như thế nào nhá. Rồi bây giờ xin mời đoàn của ta là gồm bao nhiêu người? Hôm nay là mình rất vui là được là lên sóng và cũng là ở đây là hiện tại là mình ở đây là cũng được ở đây mà mình rất muốn là tất cả anh em bạn bè là ở vùng núi vùng biển là để tham quan cái vùng hôm nay là mình ở đây hiện tại là đang đứng ở trên thuyền nha bè biển là ở đấy là có dòng sông Răng là và tiếp đi nữa là mình ở đây đây là có khu du lịch sinh thái Phan Lai và mình mời tất cả anh em bạn bè để đi tham quan. Nơi bên mình ở đấy là thực sự là rất là mát và cũng là sẽ tối của nhân viên ở đấy là sẽ phục vụ ăn uống du thuyền sông Răng và du lịch cộng đồng. Hơn là còn hơn nữa là hôm nay lại hôm sau đấy là người của bản thân mình xin mời tất cả anh em và rồi bây giờ là Long xin mời tất cả chúng ta hãy lên thuyền nha. Ở đây chiếc thuyền này là rất to các bạn này. Mình sẽ quay từ đầu đến cuối cho các bạn xem, review cho các bạn xem cái cảnh cái thuyền ha. Mình xin mời tất cả anh em ở đây hiện tại là nhà bè cùng Hương đã sẵn sàng một cái chuyến du thuyền rất là đặc biệt. Hơn nữa là tí nữa mình sẽ vào là tham quan trải nghiệm là bãi tắm với lại là khu du lịch sinh thái Phan Lai của nhà mình ở đấy. Nếu mà tour của các bạn thì nhà mình luôn luôn sẵn sàng và nhấc máy alo. Hiện tại nhà mình đã đủ là phục vụ ăn uống du thuyền sông Răng và ngủ nghỉ lại hôm sau đấy. Mình xin mời tất cả các bạn đến với khu du lịch sinh thái Phan Lai của chúng mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành nha các bạn.
Hiện tại nhà bé đã nghỉ hưởng, đã sẵn sàng lo cho tour của nhà mình. Là hiện tại là tour của nhà mình là một ngày hai một đêm, hai ngày một đêm, là từ Vinh, là từ xuất phát từ Vinh là 7:30, đến đấy là ở đến Con Cuông là 11:30 là ta vào tham quan du lịch, là nơi thác Khe Kem. Vào 11:00 đến 12:00 là ta vào tham quan Khe Nước Mọc, là ta là ăn cơm tại Khe Nước Mọc. Tiếp hơn nữa là 1:30 là chúng ta sẽ di chuyển vào là đập Pha Lai. Ta vào đập Pha Lai, ta sẽ thưởng thức những món ăn dân tộc của người Đại Tùng. Tức là hiện tại là mình đã sẵn sàng những món ăn dân tộc người Thái là dịch dụng như là tôm không rắn, cả mạt không rắn, những món đó là đặc sản của người Thái. Hơn nữa là cái món là cá lắng và là cá bọt. Là, còn nữa là thưởng thức là cơm lam và xôi nếp cẩm, là mình sẽ thưởng thức buổi chiều là dùng mình dùng cơm là từ 5:00 PM. Nhưng nếu mà mình vào ở đấy là tầm 1:30 đến 2:00 PM thì mình sẽ tham quan là du thuyền sông Đắng, là vào 7:00 PM mình sẽ thưởng thức là những cái chỗ mà mình chưa được, là hiện tại là ở nơi mình đấy rất là vui, là tham quan làm kèm là lấy là cái vùng thiên nhiên phù mát là khá dữ ở đây. Sẽ vào bài tầm 2:30 đến là 4:30 thì mình sẽ tắm ngay phải bài tắm của chúng ta, đã thưởng thức ở trong bài tắm thì một cái nguồn suối rất chi là ngạc là tự nhiên, suối đó lâm chảy là tự nhiên, với lại là tham quan là cái khu du lịch Cù Mát. 5:30 mình sẽ thưởng thức những món ăn đặc sản tại nhà bè Đồ Hương. Và 5:30 đến 7:30 là mình sẽ là thưởng thức là những văn hóa văn nghệ, là du lịch cộng đồng, và mời các bạn là đến với du lịch cộng đồng của nhà mình. Là mỗi một khi là giao lưu văn hóa nghệ mình sẽ không hiểu được là cái chúng rượu cần, cho nên là hiện tại là nhà mình ở đấy đó là luôn luôn phục vụ khách yêu, là khách đến khách nến khách đi, là nhà mình sẽ sẵn sàng chúng rượu cần và ngủ lại từ 7:30 mình giao lưu là tầm là 22:00 mình sẽ ngủ lại homestay, ngủ nghỉ lại là những cái homestay ở đấy, là mình sẽ trải nghiệm cái nhà du lịch cộng đồng. Cho nên là các bạn chưa đến tham quan du lịch cộng đồng lần nào thì mình rất là kính mời là các bạn và anh em bạn bè sẽ ngủ nghỉ trải nghiệm lại du lịch cộng đồng của xã Môn Sơn, làng Xiên, xã Môn Sơn. À, khu vực của mình là làng Xiên à? Đúng rồi, khu vực của mình ở đây hiện tại là làng Xiên, xã Môn Sơn. Mình chân thành kính mời các bạn nha. Nhưng Lóng là cũng được chép rất nhiều hình ảnh ở trên trang mạng, thì là được thấy là giáo lưu văn hóa văn nghệ, bên cạnh đó là múa rượu cần và nhảy sạp. Thì cái đó thì mình được tổ chức ở chỗ nào chị nhỉ? Cái đó thì là mình sẽ tổ chức vào những cái điểm là du lịch cộng đồng bạn ạ. Là tức là homestay, tức là cả mình ăn và sinh hoạt chơi nhờ ở đây sống đến lúc là trở về du lịch cộng đồng, là để trải nghiệm cái văn hóa cũng như ẩm thực ở tại các homestay đúng không ạ? À đúng rồi. Với lại là mình ngủ nghỉ trải nghiệm là du lịch cộng đồng. Bình thường thì mình là chỉ có là phong viên, nhưng mà đến với du lịch cộng đồng thì mình sẽ ngủ cộng đồng, tất cả mình sẽ trải điểm lại là mình ngủ tham quan du lịch cộng đồng. Dạ. Đó. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc quê hương của mình là ngày càng phát triển. Tốn nhỏ trong tỏi. Tốn rắn được. Còn là rất là thịt tốt. Thịt ngon nè.
bản mường bao cực khổ ai dạy làm tan sông gian nan treo leo nơi hang hổ tôi tới đứng đèo cuộc sai bản lắm nghèo tránh năm bản đường hay đi làm công ơi ơi làm bán ngô đây. Đây là khách du lịch đã đi tham quan du lịch ở trong vùng sâu và bây giờ đã trở về ha các bạn. Mình sẽ review lại cái cảnh chỗ này cho các bạn xem. Ở phía sau này còn một cái thuyền nữa. Đấy, khách du lịch đã trở về đây rất nhiều các bạn. Ở lối này là toàn bộ thuyền để dừng bến và khách tới đây thì sẽ được mua vé, và trước khi lên thuyền thì sẽ được mặc áo phao nếu như
ai mà nóng quá thì cũng phải mặc, bởi vì đấy là đảm bảo độ an toàn cao cho các bạn.